cách nhìn hình đoán tên vật cầu lông. Là cái gì? Ba. Cái 5, này là 4, đắt chốc 7. Đúng rồi, chính xác. Cái này cái gì? À, Asphalt 80 đúng không? Đúng rồi. Quá hay, quá hay, quá hay. Cái này cái gì? 1, 5. Nên được vừa liền 700. Bạn mới. Rồi, đúng. Rồi, cái này cái gì? Cái bít to nhưng mà biết tên. Cái này là bít to BS 3, 2, 1. Ok, ok. 5, thấy chưa? Bố 100 chết xanh. Ok. Trời ơi. Khó hơn không? Trời, cái gì vậy? Bật mí nè, Adidas. Adidas. Bố B7. Đúng rồi, chính xác. Rồi cái này hơi khó nè. 5. B7 chuối. B7 chuối. Trong 2. Rồi, đúng anh. Rồi cái này cái gì? 5. Này, không biết. Không biết. Suy vô ghê. 2. 3. 2. Đáp án của chúng ta là Aura Speed 100x nha.